một anh khách anh có mua cái sản phẩm này về cộng với cái nọ này, và anh ấy ngửi cái nọ này, anh bảo ngửi cái nọ này không có mùi, anh bảo là đây là mày lừa đảo, mày bán cho anh cái nọ này là cái sản phẩm này là nước lọc không có mùi gì cả thì câu cá kiểu gì. Anh em biết thừa đấy, luôn bán hàng ra thì có cam kết với anh em là nếu không hiệu quả trong vòng 3 lần câu thì sẽ hoàn lại tiền, bao gồm tiền hàng và tiền thính đúng không, tiền hàng và tiền ship đúng không đó. Và đây là cái sản phẩm đã được sử dụng 6 năm nay rồi, mỗi một tháng bán ra có thể hàng nghìn chai như thế này, và người mua không phải là người mới, người mua là những người đã sử dụng nhiều năm nay rồi, không phải là người mới. Người mới mà ai mà bán được, ai cho nước lọc vào bán câu chấm đen được 1.000 chai thì tôi cho rất là nhiều tiền luôn đó. Cái này là sản phẩm tiêu hao, cho nên là khi mua xong họ hiệu quả họ mới quay lại họ mua tiếp. Thì bảo với anh ấy là bây giờ em không phải nói nhiều với anh cứ câu đi. Nếu anh câu hết cái chỗ này mà anh không được cá, nếu mà cần thiết em giả cả tiền hồ cho anh luôn. Đó, anh cứ câu đi, xong 3 hôm sau thì anh quay lại anh bảo là chú ơi anh câu được một con và cá thở cũng nhiều. Đấy. Thế là điều rất là tuyệt vời rồi. Thì cho nên là mọi thứ anh em có thể không tin nhưng mà hãy tin vào trải nghiệm. Còn anh em cứ yên tâm thì tôi bán ra cho anh em dùng không hiệu quả tôi hoàn lại tiền cho anh em. Đấy, còn những cái sản phẩm mà bán ra đã cam kết rồi, được sử dụng trong bao nhiêu lâu, được mang về test như thế nào, anh em không ưng, hoàn lại, tôi trả lại tiền. Thế thôi, còn những sản phẩm anh em mua lâu quá rồi, bây giờ mà muốn bán, gửi qua đây tôi bán hộ, tôi không lấy một đồng phần trăm nào cả, bán xong tôi trả lại tiền cho anh em. Anh em gửi 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ đến đây, tôi đảm bảo với anh em là yên tâm đi, lúc nào tôi trốn thì anh em không biết. Nha. Yên tâm đi, cứ gửi đến đây tôi sẽ bán hộ cho, đảm bảo là bán xong phát trả tiền luôn.